Đúng rồi, đây ghế đây rồi nha. Rồi mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Dạ, alo em, mời em trai giới thiệu. Em xin chào chị Cát Tường và bạn gái bên cạnh. Em tên là Trần Anh Chiến, quê ở miền Trung, quê ở Quảng Bình. Em và sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chiến đang làm công việc gì? Hiện tại em đang là kỹ sư của công ty xây dựng ạ. Kỹ sư công ty xây dựng, làm việc ở đâu Chiến? Em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Vừa tròn 30 tuổi ạ. 30 tuổi, rồi, mời em gái. Chào chị MC Cát Tường, chào bạn trai bên kia trái tim và những bạn đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Phiên Bản Ăn Trưa. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thúy, năm nay em 29 tuổi, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Bình Phước, mình đang làm công việc gì em? Dạ em công tác trong ngành y, và em làm bên khoa sản, trung tâm y tế thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Làm khoa sản là cụ thể mình làm công việc gì em? Dạ khoa sản là chị cũng biết đấy, mọi người hay nói là đỡ sanh chứ chị, đỡ đẻ. Mà em đỡ luôn hay là dạ. Em có biết em đỡ được bao nhiêu ca rồi chưa? Dạ em không nhớ, tại vì tới tour trực mình là mình sẽ đỡ sanh. Làm công việc đó có áp lực gì không em? Dạ nói chung là công việc thì hầu như là tụi em phải thức đêm rất là nhiều, cũng có nhiều áp lực nhưng cũng có nhiều cái vui là khi tụi em đón được một đỡ được một em bé chào đời một cách tiếng khóc là tụi em cũng thấy hạnh phúc trong lòng. Sao em nghe cái công việc của bạn gái như vậy em cảm thấy như thế nào? Em thấy công việc của bạn gái thì không biết bạn gái có đủ sức khỏe để cố gắng. Thấy công việc cũng khá là vất vả. Đâu em hỏi thử coi là tình hình sức khỏe của cổ hiện tại như thế nào, em hỏi đi. Em và cho anh hỏi nếu làm vậy thì thời gian dành cho cá nhân như thế nào? Dạ em tại vì là tụi em trực một ngày sẽ được ra trực một ngày thì cái thời gian đó là em sẽ bù cho cái ngày, ví dụ như cái ngày mình ra trực là mình ăn uống bù này, mình ngủ bù này, rồi làm việc gì cá nhân. Tại do tính chất công việc của em là phải đi trực mà thường là cuối tuần cũng phải trực nữa chị. Ví dụ như bạn bè rủi cho đi chơi 2-3 ngày đi mày, không phải thông báo trước là mình mới sắp xếp được chị, chứ mình bảo là đùng một cái là đi chơi là chứ không có được chị. Rồi bây giờ chị hỏi điểm mạnh điểm yếu của tụi em là gì nè. Em trai trả lời trước nè, điểm mạnh của em là gì Chiến? Điểm mạnh của em thì cần cù và chịu khó. Còn điểm yếu của em thì các môn về thể thao, em yêu thích thể thao nhưng mà em ít khi chơi thể thao lắm. Lý do tại sao yêu thích thể thao mà ít chơi thể thao? Ở quê cũng công việc mà em thì làm phụ việc nhà với gia đình hoặc thì em không chăm lo đến cái thời gian cá nhân của em nên em không quan tâm đến cái vấn đề đó. Rồi em có khỏe không? Em khỏe. Sao em biết em khỏe? Thì em làm thì em biết con người em áng chừng như thế nào thì em. Kỹ sư xây dựng là có ra công trường không? Em hiện tại thì vẫn đi theo dự án đó chị. Là cũng có ra công trường chứ gì đúng không? Rồi điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em hả? Có nhậu không? Ra công trường nó có nhậu nhiều không? Không, mà công việc của em thì cũng là ít. Chị có thể nói là ít vì công việc nó nhiều thì bọn em thường làm về thì cũng tối tranh thủ nghỉ ngơi. Mình có tật xấu gì không? Lẽ người không có khuyết điểm gì phải xấu. Có chứ xấu à, chắc chỉ có đam mê thể thao thôi. Đam mê thể thao sao xấu? Lúc nhỏ em hay xem đá bóng, thường vào xem thường tầm khoảng 2-3 giờ đêm, có khi lại cho nên là mất ăn mất ngủ, thức khuya lại. Có cá độ không? Cá độ thì không. Thế còn em gái sao nè, điểm mạnh điểm yếu của em? Dạ, là gì? Điểm mạnh của em là em hòa đồng vui vẻ, là người dễ gần. Còn điểm yếu chắc em cũng nhiều lắm, nhưng mà ví dụ như mà em khi mà em có cái tâm trạng giận hờn hay là nó biểu hiện trên khuôn mặt khó em vào trong lắm. Ví dụ khi giận hờn ai là mình phải tìm cái người nào để mình tâm sự cho bớt cái chị. Đúng rồi. Thứ hai là em hay giận, nhưng giận là 5 phút là quên liền à. Dạ còn gì nữa không? Hay quên, chưa cẩn thận. Ví dụ như mà chìa khóa bỏ cốp xe, đẩy cốp xe là bình thường chị. Vậy thì em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm bạn trai, nghĩa là cái chiều cao, tại em cao 1m67 thì em mong muốn là bạn trai cao em khoảng 1m7 trở lên. Thứ hai là công việc thì anh ấy, nghĩa là em không biết anh làm công việc gì, nhưng nghĩa là có thể tự nuôi sống bản thân mình được, không phải dựa dẫm vào bố mẹ. Hai là tính cách là làm, mong anh là một người trưởng thành, điềm đạm như mình. Em đoán anh bên này là người như thế nào? Nãy giờ mình nghe kiểu nói chuyện mình đoán anh sao? Em nghĩ anh là chắc là một người điềm đạm, chắc là cao khoảng tầm 1m7, có thể là hơi mụn mỉm một xíu. Sao em đoán anh hơi mụn mỉm một xíu? Tại em nghe giọng nói thôi chị, em đoán thôi. Nghe cái giọng nó nặng nặng á, phải không? Hơi mũm mĩm xíu. Dạ. Mà em thích người mũm mĩm hay là thích người? Dạ em cũng thích người hơi mũm mĩm một xíu cũng được. Rồi. Dạ. Tóc tai quần áo em đoán ảnh như thế nào? Mắt mũi miệng như thế nào? Em nghĩ là dân kỹ sư thì người ta sẽ không cầu kỳ nhiều. Em nghĩ là anh hôm nay anh sẽ đi sẽ là gọn gàng. Gọn gàng. Dạ. Dân kỹ sư mà cũng không có trao chuốt gì đâu. Ra hiện trường, ra công trường mà mộc mạc. Dạ. Rồi. Thế còn em muốn một người bạn gái như thế nào?
Em thì muốn một người bạn gái của em là về ngoại hình thì cao 1m55 trở lên bình thường. 55 trở lên bình thường. Còn về tính cách thì rất quan tâm và chia sẻ. Em cũng quan trọng về cái chuyện ví dụ bạn gái có biết nấu ăn hoặc là đối với cha mẹ thì biết cách giao tiếp. Cái đó chút xíu nữa mình sẽ trực tiếp trao đổi với nhau xem ha. Em nấu ăn được không cưng? Dạ em thì do công việc của em chỉ có đi trực và đi ở nhà, nhưng mà những cái hôm ở nhà thì em sẽ tự nấu món ăn cho mình, nhưng mà em thích đầu kho và sở trường của em là luộc. Cái gì em cũng có thể luộc được. Dạ. Đơn giản, bắt nước lên và luộc. Dạ. Ăn đồ luộc nha cưng nha, chịu khó ăn đồ luộc nha. Em đoán thử coi nãy giờ cô bên này như thế nào, vóc dáng ngoại hình cổ như thế nào, mặt mũi cổ như thế nào? Em nghĩ bạn gái bên cạnh thì hơi mập mập một tí. Hơi mập mập một tí, tóc tai. Tóc thì em đoán tóc vừa ngang vai. Vừa ngang vai, đó cũng hay quá, hay giống thầy bói ghê luôn. Chút xíu nữa sẽ cho hai bạn xem, nhưng mà trước tiên thì mình đi một chút xíu về cái tình trường đi. Thế em gái em đã trải qua bao nhiêu mối tình? Dạ em hiện tại thì em đã trải qua 2 mối tình. Khi mà tìm hiểu 2 mối tình đó thì có những cái quan điểm mà tụi em không hợp. Dạ xong sau đó thì em cũng có tìm hiểu thêm 1-2 bạn, nghĩa là chỉ tìm hiểu tính cách trước nhưng mà không có hợp, nên là hơn 1 năm nay thì em không có chính thức không có tìm hiểu ai. Không hợp là không hợp về cụ thể là không hợp về. Dạ mối tình đầu tiên của em thì do là công việc, khi mà lúc đó là em mới vào Bình Phước em lập nghiệp, em học xong là em lập nghiệp ở Bình Phước luôn, thì cái bạn nam này ở quê gần nhà em luôn. Thì khi mà bạn ấy không xin việc được trong này, thế là bạn gia đình bạn yêu cầu bạn là phải lên Gia Lai, thế là tụi em chia tay. Do xa nhau. Dạ. Rồi cái người thứ hai. Còn mối tình thứ hai thì đang quen, tự nhiên mà cái bạn nam đó bạn lơ luôn, xong rồi 2-3 tháng sau bạn đi lập gia đình. Rồi không, vậy là nó không thực tình với mình rồi. Dạ. Sau đó là 1 năm sau là bạn có nhắn tin hỏi thăm em. Em chỉ nói một câu mà tới giờ chưa thấy bạn nhắn tin lại lần nào. Nên em chỉ nói là cảm ơn ngày đó là rời xa để Thùy biết là Thùy phải cố gắng chỗ nào. Rất thầm thúy và sâu sắc. Thôi không phải duyên của mình thì là như vậy thôi. Biết đâu vậy sau này mình sẽ có một những cơ hội tốt hơn. Dạ. Thế còn em, tình trường mình sao nè? Em thì chưa có mối tình nào cả. Chưa có mối tình nào hết. Hèn chi nãy giờ tôi nghi rồi, tôi thấy sao mà rụt rè nhút nhát dữ vậy. Tự tin lên nè. Em thì từ nhỏ đến lớn em chỉ có đi học, lớn lên đi học về đi làm thôi. Còn về tình yêu thì lúc đó em cũng xác định em cũng chưa muốn có người yêu, chưa muốn lấy vợ. Thì bây giờ muốn chưa? Dạ thì em muốn. Bây giờ thì em muốn. Dạ. Coi chừng muộn. Bây giờ mình không có kinh nghiệm gì hết, bây giờ làm sao mình chinh phục được bạn gái? Theo em nghĩ đi, bây giờ sao? Theo em thì bây giờ hai người tự nguyện đến với nhau thì đầu tiên là phải sự chân thành. Trước tiên em cần sự chân thành là. Bản thân em đủ tự tin không? Đối với em thì đủ tự tin. Có bạn gái thì em sẽ chăm lo và quan tâm chia sẻ nhiều. Chút xíu nữa mình phải cố gắng thuyết phục bạn gái nha. Đây là một cô gái cho thấy rất là cá tính, rất là dễ thương. Đó mà em này chị đang ái ngại nè, chưa có kinh nghiệm nè, rồi hơi nhát nữa, là không biết là có chinh phục được bạn gái hay không. Bây giờ xin mời hai bạn, chúng ta sẽ được mở cánh cửa trái tim này ra để chúng ta có gặp nhau. Mở cửa trái tim. Rồi dạ, chúng ta chào hỏi nhau rồi hai bạn. Chào em. Dạ, đây là món quà và đây là cái dòng sách mà em hay đọc. Em tặng em làm như miệng. Cảm ơn em. Anh có bó hoa anh gửi tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ. Bây giờ Cát Tường sẽ mời hai bạn, chúng ta sẽ thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng Giảo Hảo Phúc, rồi chúng ta sẽ có thời gian tâm sự riêng với nhau ít phút, được không nè? Tự tin lên nha cưng nha. Mời món ăn vào ạ. Xin mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Giảo Hậu Phúc. Hôm nay chúng ta sẽ có xíu mại nè, chân gà nè, đậu hũ kia cuộn tôm, bánh bao xa xíu mật ong, bánh cuốn tôm tươi. Thật là tuyệt vời. Hay, bây giờ hai bạn ha, vừa thưởng thức nè, vừa trò chuyện với nhau, tâm sự với nhau. Ít phút nữa thì chị Tường sẽ quay trở lại. Dạ, em còn. Ăn trưa ngon miệng ha. Dạ, rồi, tạm biệt hai bạn. Ga lăng lên nè, ngồi thẳng lên, ăn. Mời bạn gái ăn. Dạ, em mời anh. Mời em. Dạ. Anh ơi, cho em hỏi là công việc của anh thì anh có phải hay đi xa không anh? Anh thì tùy theo dự án em. Thì anh thì làm công ty, nhưng mà tùy theo dự án có thể là đi xa, có thể cũng có thể là ra ngoài Bắc. Tại vì là em nghe nói xây dựng là đi xa mà đi mấy tháng liền luôn anh. Theo dự án là mấy tháng luôn. Vì công việc của anh thì công ty chính của anh là ở ngoài Hà Nội. Còn ở trong Sài Gòn thì là văn phòng thôi. Dạ. Cho nên là, nhưng mà chủ yếu anh thì làm ở trong thị trường miền Nam. Dạ, tại vì là anh cũng biết công việc của em đấy. Nhiều khi đi chụp em sợ lệch múi giờ của anh. Em mời anh ạ. Mời em.
Ủa em thấy anh có vẻ run quá à, cứ bình tĩnh đi anh. Anh hồi hộp quá. Dạ. Này anh bảo là anh chưa có mối tình nào thì em muốn hỏi là chưa một lần rung động sao anh? À, anh thì có rung động nhưng mà anh cảm giác rung động nhưng mà anh không có dám thổ lộ á. Anh thì nhát. Vì khi đã yêu ai thì anh xác định là yêu và lấy người ta. Dạ. Và không để cho người con gái mình thiệt á. Dạ. Mình chỉ sợ làm người ta tổn thương thôi. Dạ. Ví dụ như giờ hẹn hò với em nè, bây giờ thời gian nào hẹn hò với em nè, hay là anh đi riết mấy tháng theo công trình luôn? Anh thì kỹ sư thì anh sắp xếp được những cái công việc và trao đổi được với anh em làm thì cuối tuần hoặc là cuối tháng thì anh sắp xếp được công việc thì anh dạ. Sẽ trên. Tại vì là em ở Bình Phước, anh ở Sài Gòn thì ví dụ như là anh nên thăm em hay em nên thăm anh nhờ? Cái này thì để anh thăm em. Dạ. Anh mời đi anh. Em chung. Dạ. Anh có gì mà anh hỏi em, anh cứ tự nhiên đi. Anh cho anh hỏi thêm câu, đối với em thì em nghĩ mà nếu chưa lập gia đình thì em nghĩ chuyện quan trọng ví dụ là về bố mẹ hoặc anh chị em trong nhà thì liệu mình có giao tiếp và mình có sắp xếp, mình có nói chuyện được, có hòa thuận được với mọi người trong gia đình không? Dạ, cái này thì anh không phải lo, tại vì là em thế là em cũng đi ra là hơn 10 năm nay rồi. Thứ hai, điều đầu tiên của em đó là chị Hiếu. Thứ hai đó là tôn trọng những người lớn. Còn về cái mà hòa thuận anh em cho gia đình là em sẽ tự bản thân mình sẽ biết thích nghi với mọi người. Dạ. Rồi anh có hay về quê không? Anh thì một năm thì anh về một lần. À dạ. Em thì thỉnh thoảng em cũng có khi gia đình có việc hoặc là một năm về một lần. Nhưng mà thường vào các dịp lễ Tết là em ít đi về được, tại vì em bận trực. Cho anh hỏi câu lần đấy, dạ. Chứ mà thời gian mà ví dụ như anh mà thời gian sắp xếp hẹn hò đối với em mà không có kịp thời gian hoặc cái thời gian anh bận thì liệu em có thông cảm được cho anh không? Dạ, cũng giống như em, cái công việc của em là hay trực, không có, nếu mà thời gian bảo là sắp xếp liền thì rất là khó, nên là em cũng hiểu cho anh, tại vì ai cũng có công việc riêng, cuộc sống riêng của bản thân mình nữa. Bên đây cũng bận, dạ. Cũng trực, bên đây cũng đi theo công trình. Mà sao nãy giờ đồ ăn ngon vậy, lo nói không ăn miếng nào hết trơn vậy nè. Rồi bây giờ chút xíu nữa hai bạn sẽ ra ngoài ăn riêng với nhau, dạ. Ha, để mình tiếp tục chương trình. Thật sự hồi nãy giờ chị ngồi ngoài chị lắng nghe mà chị thấy cũng có những cái nó hơi khó với hai bạn, nhưng thật ra vì mình yêu xa còn được, huống chi là mình, yeah. Ở gần nhau, yeah. Tại thật sự nếu mà mình có cái tình ý với nhau á, mình cũng sẽ sắp xếp được hết thôi à, yeah. Ở bên đây thì cũng trực công việc, bên em thì cũng đặc thù công việc. Nếu mà quan trọng là mình có hợp với nhau hay không. Thế nãy giờ ngoài những chuyện hỏi thời gian, mình có hỏi gì về tính cách của nhau hay không, mình có hỏi gì về kế hoạch của tương lai, hay là về những cái quan điểm như thế nào về tình yêu hay là hôn nhân gia đình, thì mình có hỏi những cái đó chưa? Chưa, yeah, hay không? Em quan điểm như thế nào về hôn nhân? Tình yêu trong hôn nhân thì đầu tiên thì em không có muốn sự giả dối, ừ. Và nói chung là đầu tiên là em cảm nhận được cái sự chân thành, ừ. Và lo lắng cho nhau, ừ. Em nghĩ như vậy vì em. Còn em? Em nghĩ là điều gì quan trọng nhất trong cái tình yêu của hôn nhân? Dạ, em nghĩ là điều quan trọng nhất trong tình yêu đó là cái sự tin tưởng, trách nhiệm và thủy chung với nhau. Nên là biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết quan tâm tới nhau. Dạ. À, để cho hai bạn có thể là cho nó thoải mái hơn ha, có để chút xíu nó dễ dàng mình có quyết định bấm nút hay không. Bây giờ hai bạn hãy chơi một trò chơi nho nhỏ của chương trình, mình bóc một lá đi em, rồi đọc lớn lên thôi coi nè. Yêu cầu bạn nam kể một câu chuyện hài khiến bạn gái bật cười. Kể một câu chuyện hài cho bạn gái cười. Chị nghĩ em chỉ thật thà em kể chuyện là bạn gái cười rồi đó. Dạ, em thích nghe gì thật mà. Đúng rồi, mời em. Kể chuyện gì em? Chuyện gì, thí dụ em đi làm có chuyện gì vui. Anh kể chuyện lần đầu anh rung động đi. Đúng rồi. Đối với anh lần đầu rung động thì anh chắc xấu hổ. Xấu hổ thôi. Lần đó là lần nào, như thế nào? Trời chưa, cô dễ cười vậy. Người ta chưa kể gì chứ cười luôn rồi. Lần đó là lần nào, năm nào, thì gặp người ta ai? Cười rồi, đó là cười gì? Lắm, không, tôi chưa cười. Lần nào gặp ai mà rung động? Bao lâu rồi, nhớ không? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên thì em gặp bạn, bạn cùng lớp thôi. Bạn ấy vừa cùng quê với em thì em chỉ rung động là em nhìn thấy, đầu tiên em nhìn thấy là người ta đẹp và người ta là học giỏi. Rung sao? Lúc đó rung động ở trong người như thế nào? Thì em thấy thì ngồi sau thì em thấy cũng muốn tiến tới, ngồi hỏi thăm, hỏi quan tâm, nhưng mà
Em thấy xấu hổ. Em không ngại, em không đến. Trời ơi, dễ cười quá. Sao cũng cười, lúc đó tim đập mạnh hay là tay chân có run rẩy hay là nhịp thở có dồn dập hay là lúc có gì khác bình thường không? Tim đập mạnh chưa lắm. Tim đập mạnh lắm. Thế nãy giờ ngồi đây tim có đập mạnh hơn không? Lúc cửa để tim này mở ra là lúc chị đi ra ngoài tim em có đập mạnh không? Nãy giờ có rung động không? Có chị. Có hả? Rồi bóc một lá đi. Rồi đọc lớn lên. Đọc lớn lên cả. Bạn nữ hãy kể ra 5 điểm thích nhất ở bạn nam đối diện. Rồi mời em, 5 điểm gì ở bạn nam mà bạn thích nhất? Dạ, răng khẩn. Răng khẩn. Dạ, thứ hai là có vẻ nhìn mặn, người hiền. Hiền. Thứ ba là các cái chuyện cũng khá là chân thật. Chân thành. Thứ tư là cái điểm nhút nhát của bạn. Nhút nhát. Dạ. Khá nhiều. Cuối cùng. Điểm thứ năm đó là gộp tất cả những 4 điểm còn lại là bạn là người thực sự là chân thành. Chân thành. Thôi bây giờ chị hỏi nè, nếu được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân? Thì vì tuổi em cũng lớn rồi, nếu như được thì tầm khoảng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 1 năm em chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ chưa? Em cũng chuẩn bị một ít mà cũng có sự hỗ trợ của gia đình. Ok, gia đình. Nếu lấy nhau thì em nghĩ là mình sẽ sống và lập nghiệp ở đâu với vợ mình? Em thì em vào miền Nam thì em xác định ở trong miền Nam. Ở miền Nam luôn. Rồi, bây giờ cho nếu cho em một cơ hội để nói một điều gì đó với bạn nữ bên cạnh trước khi đưa ra quyết định bấm nút hay không thì em sẽ nói gì? Mời em. Nhìn thẳng vào cô ấy. Anh thì con người anh thì sao anh nói vậy? Thì nếu mà em đồng ý hẹn hò với anh thì anh hy vọng em sẽ cùng đồng hành đi đến hết cuộc đời. Có biết hát hò gì không? Em hiện tại em run quá, em không nhớ được lời nào hát. Run đó, cái gì bẻ hồ quẹo gãy hết mấy ngón tay bây giờ. Bạn nữ cứu bạn nam đi nè. Dạ. Em hát cho bạn nam nghe một đoạn đi, cứu bạn nam đi nè. Dạ, em thì cũng không có thuộc nhiều bài hát, em chỉ thuộc một đoạn trong một bài hát thôi. Vỗ tay lại cho bạn nữ. Em chỉ hát một đoạn. Em yêu một người, người luôn mong em nhớ em ngày đêm. Em yêu một người, người luôn có bên lúc em buồn vui. Chẳng có giận hờn vì anh yêu em. Và mãi mãi, mãi mãi anh chỉ có em tận trong tim. Có nghe được kịp lời bài hát không? Thấy nghe giọng hát hay chưa? Không có nghe kịp. Trời đất ơi là trời, tôi chán ông ghê luôn. Nghe giọng hát hay thì không nghe được cái lời. Mãi mãi anh chỉ tận trong tim gì không nghe luôn. Có, nhưng mà nghe không hết đâu chị. Thôi, được rồi. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Cái nút bấm này á, là nút bấm hẹn hò ha. Mình có tình cảm với nhau, mình có cảm xúc, mình muốn tìm hiểu đối phương, muốn tiến tới lâu dài thì chúng ta mới bấm. Còn nếu chúng ta cảm thấy không rung động, đây không phải đối tượng mình tìm thì mình không bấm, hiểu không? Đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại sau 3 tiếng đếm của chị Đường. Đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. Mời bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Sao bạn trai không bấm? Em nghĩ bạn gái bên này không có phù hợp với em. Không phù hợp, lý do không phù hợp ở chỗ nào? Em nghĩ đối với công việc của em thì tương đối là vất vả. Và em sợ bạn gái không có thể sắp xếp và thông cảm cho được cái công việc của em. Là em đi nhiều quá, em đi suốt hả? Thế là em không thể đi nhiều. Vì tùy theo công việc của em nữa. Có nghĩa là vì em cũng đi nhiều và em thấy công việc bạn gái thì cũng đi nhiều thì em sợ không có ai lo cho gia đình, đúng không? Và em muốn một người con gái có thể san sẻ được cái công việc của em và có thể quan tâm được, lo lắng cho. Có nghĩa là cái người đó ít việc một xíu, ở nhà nhiều hơn, ý em là như vậy. Thế còn em thì em cảm nhận như thế nào? Em chỉ về cái suy nghĩ của ảnh thì em thấy như thế nào? Dạ em đồng ý quan điểm với anh ấy. Còn em thì khi mà tiến tới tình yêu hôn nhân thì cái thời gian thì tự bản thân và hai người tự sắp xếp. Ngay cả công việc của em cũng bận rộn như vậy. Chị thì chị cũng nghĩ như vậy, nhưng mà mỗi người thì có một cái suy nghĩ riêng. Chúng ta không thể mình điều khiển cái suy nghĩ của người khác được. Mình cũng phải tôn trọng cái quyết định của các bạn. Rồi xin mời hai bạn đứng lên đây. Thà là như vậy, anh nói rõ được cái quan điểm của mình. Thì đây cũng là một cô gái rất là năng động, bản lĩnh và tự tin trong công việc. Có lẽ vì như vậy là hai bạn chưa có khớp nhau lắm. Nhưng mà thật ra thì em cũng phải tự tin lên một chút xíu. Chị nghĩ là em đang bị hơi thiếu tự tin một chút đó. Tại vì khi mà có tình yêu nó có đủ á thì mọi thứ đều có thể sắp xếp được hết. Thôi thì chị cũng hy vọng là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Dạ anh chị ạ. Dạ. Một buổi cách của bạn Nguyên Hòa để coi là cách chị nói chuyện cái thể hiện như thế nào á. Thì bây giờ câu chuyện của mình á thì mình sẽ tự chủ động giúp em ha.
Rồi bây giờ chị giúp cho em giới thiệu giúp em về cái họ tên, tên tuổi, quê quán của mình với. Dạ em chào chương trình. Thì em tên là Nguyễn Thị Như, hiện tại thì em đang công tác tại Hồ Chí Minh. Thì em là người Quảng Nam. Em sinh 28 tháng 5 1989. Dạ. 1 Hiện tám tại chín hả chị? dạ 89 ạ. Rồi chị làm nghề nghiệp gì? Em là dược sĩ ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên ở công ty dược thôi. Dạ rồi. À, mình có tài lẻ nào không chị? Ca hát hoặc là nhảy đầm gì đó? Dạ không. Em Không tài lẻ gì hết. không có tài lẻ. Ồ rồi. À, vậy thì chị cho em biết về cái điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Em nghĩ là điểm yếu của em chính là không có những cái tài lẻ đó. Còn điểm mạnh thì ngoài thì về nấu ăn thì em vẫn có thể nấu nấu ăn được. Rồi kiểu em sẽ là kiểu tiếp người của phụ nữ gia đình á. À, tiếp người phụ nữ của gia đình. Vậy thì chị cho em hỏi xíu nữa ha. Nếu như vậy thì những người đàn ông khác họ sẽ rất là những người phụ nữ của gia đình, thì chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thật ra về mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình, chia tay ở đây cũng đến bây giờ cũng khá lâu rồi. Thì mình đã kết hôn chưa chị? Dạ chưa, em vẫn còn độc thân ạ. Là mối tình chính thức, trước giờ chỉ là một mối tình, thì mình quen nhau được bao lâu? 5 năm ạ, mối tình đó em quen 5 năm, gần 5 năm. Rồi quen 5 năm cũng dài đó. Thì sao tự nhiên mình lại chia tay vậy chị? Cho mình không tiến tới hôn nhân. Có cái giai đoạn đó có thể làm nhiều cái bất đồng với lại bạn bạn đó sẽ lúc đầu thì ở chung thành phố nhưng mà sau đó bạn ở xa thì không có thống nhất được việc lúc đó cũng còn trẻ nên là cũng chưa 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 có nhiều cái điều kiện để có thể đi tới hôn nhân. Rồi gia đình có nói gì về, về vấn đề đó không chị? Ý là hỏi xong quen nhau 5 năm rồi sao hai đứa không gì đi, hoặc là có hỏi về sao mà chưa lấy chồng không? Thì cũng là một cái áp lực hiện tại nên là em mới đăng ký tham gia đó. Nhưng mà ý là chẳng lẽ gia đình không giới thiệu cho chị một người nào ở xung quanh mình hả hay sao? Cũng có được là mai mối vậy đó nhưng mà mình cảm thấy không phù hợp hoặc là cũng em cũng có tham gia những cái chương trình những cái app hẹn hò như là Tinder hoặc là Facebook thì cũng gặp nhưng mà vẫn chưa tìm thấy người mà mình cảm thấy có thể gắn kết lâu dài. Vậy thì chị cho em biết cái sự phù không phù hợp của chị là cái gì để em biết em kiếm bạn trai cho chị nè. Em nghĩ thì cũng hy vọng là sẽ tìm có một cái người có thể kiểu hướng về gia đình một chút á, em thích kiểu vậy. Nhưng mà sao ta, nhiều khi mình chỉ tiếp xúc mà mình không có cảm xúc thôi. Tiếp Dạ, xúc mà em không có cảm xúc. có nghĩa là mình không có cảm giác, không có cảm giác được cái đối tượng mà mình những người mình gặp ở trên đó mình có thể đi được lâu dài hơn á. Cái đó là cái giống như cái cảm giác á. Còn em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao đâu, chỉ cần em cũng không có quan trọng cái việc đó là đàn ông đã có gia đình chưa, đã có gia đình rồi hay hay chưa thì nó không phải là vấn đề. Nhưng mà em mong là gặp được một người thì đàn ông nó bản lĩnh một chút, có nghĩa là có bản lĩnh, có chịu, có trách nhiệm, kinh tế nó cũng ổn định. Kinh tế ổn định là chị mong muốn bạn 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 trai là nghề nghiệp như thế nào và cái mức thu nhập của chị mong muốn của bạn ấy là như thế nào? Có thể là ngang em hoặc là cao hơn em. Chị cho em biết là cái hiện tại bây giờ chị thu nhập được bao nhiêu? Trung bình khoảng 20. 20 triệu. Vậy thì chị mong muốn bạn ấy là sẽ 20 triệu đúng không? Hoặc là hơn đúng không? Thì chắc là về cái này là phải về kinh doanh này nọ đúng không chị? Không sao hết, làm ngành nghề gì cũng được, không quan trọng.
Ok. Rồi, còn ngoại hình thì chị mong muốn bạn như thế nào, đẹp trai số mới? Em thấy không, em không quan trọng ngoại hình lắm đâu, tại dễ nhìn là được rồi. Thứ nhất, thứ hai nữa là ngoại hình nó không phải là cái vấn đề của em khi đi tìm người cái người đồng hành với mình. Vậy chị mong muốn chiều cao của bạn ấy như thế nào? Tại vì em khá là thấp nên là chắc chắn là các bạn nam sẽ luôn luôn cao hơn em rồi. Nên chị là cao bao nhiêu? Em cao 1m50 à. À, cao 50 nên là 1m60 là chị cũng cảm thấy là nó cao hơn đúng không? Ok. Rồi. Về cái tuổi tác nha, chị mong muốn bạn ấy như cho em một con số nhất định đi. Lớn hơn em hoặc là lớn em 10 tuổi đổ lại. Lớn hơn 10 tuổi đổ lại là bây giờ 89 đúng không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi được không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi. Em cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là mình sẽ tìm một người nhỏ hơn mình ơi. Tại vì cảm giác các bạn nhỏ hơn thì em sợ nó sẽ không đủ chín chắn hơn em. Ok, lớn hơn tuổi chị ha. Rồi, mình còn mong muốn bạn trai như thế nào nữa không nè? Ông nếu như trường hợp là nếu cảm thấy có một cái profile mà nó phù hợp nhưng mà nhỏ hơn 1-2 tuổi cũng được, không sao nha. Dạ. Rồi, chị không thích gì ở bạn trai nữa không? Bạn trai hả? Em không thích người gia trưởng và người thiếu ý chí cầu tiến. Người gia trưởng, bạn trai mà hài hước được thì rất là tốt. Có một người bạn trai mà có thể hài hước thì gì đó nó sẽ thu hút được em. Ok rồi. Đây là một buổi casting thôi, thì có gì là sẽ có một bạn biên tập làm việc với chị sâu hơn ha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi. Cảm ơn. Đây là một buổi casting của ban muốn hẹn hò, nên là tất cả mọi thông tin rồi câu chuyện của mình thì mình sẽ là người tự chủ động kể chuyện hết ha chị ha. Bây giờ chị Trang xin về cái thông tin họ tên và tuổi quê quán của mình trước ạ. Hello. Hello. Chị giới thiệu thông tin quê tên tuổi quê quán của mình trước đi ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Phương ạ. Tuổi 34 tuổi ạ. Rồi. Còn nghề nghiệp quê quán của mình như thế nào, chị tự chủ động giúp em với. Dạ, em đang làm nhân viên thư viện trường học ạ. Nhân viên thư viện trường học ở Lâm Đồng, còn quê em là ở Hà Tĩnh ạ. Ồ, quê quán ở Hà Tĩnh. Rồi, quê quán Hà Tĩnh thì... chị đã từng kết hôn chưa ạ? Dạ rồi ạ. Ừ. Rồi chị kết hôn được bao nhiêu lâu mà bao nhiêu năm ạ? Dạ em kết hôn được được 7 năm ạ. Mình có bao nhiêu cháu chị? Dạ một ạ. Một con trai 7 tuổi ạ. Ờ. Rồi, một đứa trai 7 tuổi thì chị cho em biết là chị quen anh ấy năm bao nhiêu? Dạ, năm 2015 ạ. Năm 2015, rồi mình tính năm bao nhiêu thì mình tặng không ạ? Em chia sẻ đến, kỹ thức ạ. 6 năm đến 2021 ly hôn ạ. Sau đây Phượng nha. Phượng chia sẻ dùm chị một... Cái là nó là cái câu chuyện ly hôn của em, câu chuyện về cuộc hôn nhân của em á. Em chia sẻ cùng chị em kết hôn bao lâu, con trai em được bao nhiêu tuổi và em ly hôn bao nhiêu lâu, lý do tại sao em ly hôn ha. Em chia sẻ chủ động, em chia sẻ về câu chuyện đó chứ không cần phải chờ biên tập hỏi từng câu, em trả lời từng câu ha. Dạ là em kết hôn năm 2015 ạ. Và ly hôn năm 2021. Con trai em đến nay là được, em có một bé trai này là được 7 tuổi đấy ạ. Lý do em ly hôn là gì? Dạ, thì vợ chồng cũng có quan điểm chung á, nên dẫn đến là chồng em chơi bời, nợ nần, không hòa hợp á, nên là ly hôn á. Mà không chịu làm mà chỉ ham chơi thôi. Dạ. Em đang ở Lâm Đồng là em ở nào? Em ở huyện Cát Tiên ạ.
Rồi, em đang nuôi con trai luôn. Nhà không ạ, con trai về ở với nội ạ. Tại vì ở trong này em ở một mình á, không có ai, hai mẹ con thì lùi thủi tôi con á. Tại vì mẹ mà làm công việc gì là cứ phải đóng cửa lại, nhốt con trong nhà. Ừ. Rồi như hôm đợt dịch á, mẹ phải đi làm mà cứ để con ở nhà một mình cứ xem tivi điện thoại như vậy á. Nên là cho về ở ngoài nội thì đóng người hơn, con nó sẽ phát triển hơn. Nội thì ở đâu em? Là nội ở Nam Định ạ. Dạ, ở Nam Định là hiện tại đang về Nam Định ở với bà nội. Dạ. Ừ. Ở với ông bà nội và bà. Rồi hiện tại bây giờ ông xã em, ông người chồng cũ của em đang ở đâu? Dạ, cũng ở Nam Định ạ. Là sau hôm đi hôm này chồng cũ về quê? Dạ. Rồi, em có những điểm mạnh, điểm yếu hay là có cái tật xấu gì không? Thói quen xấu gì không? Nhà ưu điểm của em là hoa đông, thật tha, không thích gây chuyện, nói chung là dí hoa vi quỷ á. Còn ưu điểm của em là dễ tin người. Và cũng hơi nóng tính. Em là sinh năm 89 đúng không? Dạ. À, giấy tờ thì 88 ạ, nhưng mà chính thức của em thì em sinh năm 89 ạ. Ừ. Có năng khiếu tài lẻ gì không? Văn nghệ hát hò thì được không? Dạ không chị ạ. Không có năng chúng các em có ưu điểm thì cùng chịu khổ, siêng năng nè. Nhược điểm là cùng hơi chậm ạ. Hơi chậm. Hơi chậm lại còn làm thư viện nữa đúng không? Nhân viên thư viện trường học. Chậm, chậm chạp á chị ạ, chậm chạp á. Ừ. Chậm cỡ nào này? Dạ, thì là chúng mình chậm nhưng mà mình biết sắp xếp công việc á. Ví dụ như là cái việc đó người ta làm 10 phút thì em làm mất bao lâu? Ví dụ người ta làm 10 phút thì mình là 15 phút. Nhưng mà em biết sắp xếp công việc á, vì biết mình chậm thì mình sẽ làm thời gian trước họ. Thì nên là cùng thời gian sống cùng băng với họ luôn á. Nên thế cho là vất vả hơn họ một xíu đúng không? Dạ. Ví dụ như người ta ngủ thêm được 15 phút thì em lại phải dậy sớm 15 em phút. Em lại phải dậy sớm hơn, dạ. Ừ. Nhưng mà em thì có thói quen dậy sớm. Ngủ muộn nhưng mà sáng thì cũng 5 giờ là dậy rồi. Ừ. Em vậy ở làm... Cát Tiên là gần với Đồng Nai đúng không? Dạ, ở gần Đồng Nai ạ. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm được mẫu bạn trai như thế nào? Dạ, thì có công việc ổn định. Cao 1m70 trở lên, cũng đừng gầy quá, chân thành, trung thủy, yêu thương hai mẹ con em. Nhưng con em đâu có ở với em, hay tương lai em có đón con em vào không? Dạ thì không ở chung nhưng mà thì cũng phải có thương con em được chưa? Thì đúng rồi, thương con em, nhưng mà ý là chị đang muốn hỏi là tương lai này em có muốn đón con em vào để em nuôi không, hay là nó sẽ ở với ông bà nội với bố nó luôn? Dạ thì em thì cũng muốn đón vào á, nhưng mà hiện tại bây giờ thì ở ngoài đó thì đóng người á thì thấy tốt cho con hơn. Thế một năm gặp con được mấy lần? Dạ năm gặp 2 lần ạ, hè và tết ạ. Hè và tết là bé vào đây với em? Dạ không, em bên ngoài quê á. Vì mẹ em ở Hà Tĩnh á, thì em về thăm mẹ rồi thăm con luôn. Ủa chứ con em là đang ở Nam Định mà đúng không? Dạ, thì cùng ở ngoài Bắc á, mẹ em ở Lâm Đông, thì mỗi lần về thì thăm mẹ thăm con luôn. Là về Hà Tĩnh xong lại ra Nam Định nữa? Dạ. Ừ. Tức là mối quan hệ của em với nhà chồng cũ hiện tại vẫn đang ok? Dạ, thì nói chung là chỉ có xung đột hai vợ chồng vậy thôi, nhưng mà ông bà nội thì vẫn quý em. Nói chung giờ em và ông bà nội thì cũng không có gì bất hòa cả. Vẫn vui vẻ với nhau, vẫn nói chuyện bình thường, nói chuyện thì chỉ có xoay quanh vấn đề con thôi, chứ không nói chuyện gì nhiều. Rồi, còn điều gì bạn trai mà em mong muốn hoặc là không thích nữa không? Dạ, em không thích người ra trường. Nói chung là nói được làm được chứ không thích người nói nhiều mắng chịu làm. Tuổi tác thì sao? Dạ, tuổi thì... từ 40 4 4 37 đến 45 chị.
Chồng cũ của em là năm nay bao nhiêu tuổi? Chồng cũ em 35 tuổi. Là sinh em năm thích người trưởng thành, chín chắn. Rồi. Về ngoại hình em có điểm gì em không thích là bạn trai không? Ngoại hình em không quan trọng kiểu. Nếu bạn trai đang ở khu vực nào thì sẽ hợp lý với em hoặc là em có thể chấp nhận được. Lâm Đông, Đông Nai. Nghề nghiệp thì em thích bộ đội hoặc công an chị ạ. Em thích bộ đội hoặc công an. Dạ. Chồng cũ của em thì làm công việc gì? Dạ, chồng cũ em làm Viettel ạ. Cũng là như bây giờ là về Viettel ngoài Nam Định về. Dạ. Hồi trước làm Lâm Đông, bây giờ về Quế làm. Ok, rồi cảm ơn Phượng nha. Có thể chương trình sẽ liên hệ với em để làm nội dung kỹ hơn ha.